cái sập tứ diện như tôi thì là được chạm cả mặt đằng sau nhưng mà đằng trước vậy nhá, bốn mặt như nhau. Ánh sáng chỗ này nó hơi nắng một chút, hơi sáng xem hơi khó quan sát. Đội gỗ Tùng 8 xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày 30 tháng 7 năm 2020. Và trước màn này nhỏ quý vị đây. Thì hiện tại chúng tôi vừa hoàn thiện xong một chiếc sập ngồi chất liệu gỗ mít có kích thước là 1m8 x 2m2. Đây là sản phẩm của chúng tôi làm theo đơn hàng của gia đình nhà bác Quý tại xã Tuy Lộc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Và trước khi bàn giao cho khách hàng, tôi được quay lại một video clip làm kỷ niệm cũng như là giới thiệu đến mọi người ai đang quan tâm đến những sản phẩm sập ngồi gỗ mít này thì có thể liên hệ và tham khảo video clip này. Trước mặt quý vị đây là hình ảnh tổng thể của sập ngồi gỗ mít đây. Sập này thì là chúng tôi làm là tứ diện quý vị nhé, cũng nghĩa là độc chạm bốn mặt như nhau, mặt đằng sau như mặt đằng trước. Và hiện tại thì quý vị đều biết là cái chất liệu gỗ mít ta này đang cực kỳ là hiếm do là khai thác, cũng như là cái cây gỗ mít ta đặc điểm là nó không có thân cây to, nên là để chọn được gỗ mà làm những cái dạng sập to như này thì rất là hiếm. Quý đã đặt chúng tôi một thời gian khá là lâu rồi, hôm nay chúng tôi mới chọn đủ gỗ và làm xong cái gỗ sập như này. Đây thì tổng thể gỗ sập quý vị này. Gỗ sập này thì hiện tại chúng tôi đang làm với giá là 100 triệu quý vị nhé, 100 triệu. Vâng, đây là phía trước này là hình ảnh chi tiết của phần dạ phía trước. Phần dạ này được chạm là ngũ phúc chám mai và toàn bộ là được chạm thủ công 100% bằng tay, rất là sắc nét. Thế là chạm chính giữa là có rơi ngậm chữ thọ kết hợp với hoa mai và những trái đào như này. Chân là phần chân thì tôi là chân chạm đầu rơi và có kích thước là 24 cm. Chân rất là to, như là phần gỗ cũng được chọn lọc cực kỳ là đẹp. Toàn bộ phần dạ đốc cũng như dạ ngang là đều dày 10 cm, thưa quý vị. Dày 10 cm, được chạm thủ công tay, cực kỳ là giá trị. Đây phần ván mặt đây. Ván mặt cũng rất là đẹp. Mặt cực kỳ là đẹp luôn. Cái chất gỗ mít này thì hiện tại thì Phú Thọ thì khách hàng chúng tôi là cơ sở chúng tôi có địa chỉ tại Phú Thọ vậy nhá, thì khách hàng ở Phú Thọ thì cũng cũng tin dùng rất là nhiều, sử dụng rất nhiều do cái đặc điểm là cái chất gỗ này thì nó không cong vênh mối mọt cũng như là rất là bền theo thời gian. Tuy nhiên hiện nay thì là nó rất là hiếm, gỗ mít hiện nay rất là hiếm, không nhiều như các loại gỗ nhập khẩu khác như là gỗ hương, gỗ vụn, gỗ đỏ. Khai thác khá nhiều, chúng ta thường sử dụng cái gỗ mít để làm đồ thờ nhiều hơn. Bên trong này chúng tôi đang có một chiếc sập gỗ hình đá đây, chất liệu hình đá sập trơn tam diện. Đây chiếc sập tứ diện như tôi thì là được chạm cả mặt đằng sau nhưng mà đằng trước vậy nhá, bốn mặt như nhau. Ánh sáng chỗ này nó hơi nắng một chút, hơi sáng xem hơi khó quan sát. Đó, vừa qua thì tôi cũng lướt qua toàn bộ tổng thể cũng như toàn bộ cái chi tiết của chiếc sập này rồi. Quý vị nào quan tâm có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp tới cơ sở đồ gỗ Tùng 8 nhé. Chúng tôi địa chỉ tại xã Văn Phúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Có số điện thoại và địa chỉ trên màn hình đây. 0987 510 86. Website là đồ gỗ Tùng 8.com. Mọi người có thể truy cập vào website để xem thêm những cái bộ sản phẩm khác của chúng tôi. Nếu mọi người yêu mến muốn xem thêm những cái bộ sản phẩm mới đặc sắc thì có thể bấm like và đăng ký kênh của tôi để cập nhật đến những video mới nhất. Xin chào mọi người nhé, tôi xin kết thúc video ở đây, chuẩn bị bốc xếp cũng như là bàn giao chiếc sập này cho khách hàng.